Kỹ năng mỗi ngày. Kính chào bà con và các bạn đang nghe chương trình podcast Kỹ năng mỗi ngày của báo Phụ nữ Việt Nam. Chủ đề của chương trình hôm nay là phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới. Bà con thân mến, thống kê cho thấy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn chịu những bất bình đẳng giới trong cả gia đình và ngoài xã hội. Trong những năm gần đây, tình trạng bất bình đẳng giới đã có những cải thiện đáng kể, nhưng khoảng cách giới vẫn còn phổ biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ truyền thông cộng đồng được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tuyên truyền, vận động người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại, đã và đang làm rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ và trẻ em. Tính đến hết năm 2023, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cả nước đã thành lập và duy trì hoạt động được 7.623 tổ truyền thông cộng đồng, đạt 84,7% chỉ tiêu giai đoạn 1 của Dự án 8, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ truyền thông cộng đồng là xác định các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại, và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại địa phương để tuyên truyền, vận động thay đổi, giải quyết. Hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng đang từng bước làm thay đổi nếp nghĩ cách làm để thông qua đó thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mời quý vị nghe ghi nhận thực tế tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trước kia, để thuyết phục chồng cho tham gia các hoạt động xã hội là điều không hề đơn giản đối với chị Sùng Thị Trư, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, từ khi có các hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, chồng chị có nhiều thay đổi rõ rệt trong tư tưởng và hành động. Anh đã biết chia sẻ công việc gia đình để chị có thêm thời gian làm các công tác xã hội ở bản. Không chỉ vậy, theo chị Trư, cuộc sống trong gia đình cũng trở nên bình đẳng hơn. Đối với gia đình tôi thì từ cái việc nhỏ nhất thì cả hai vợ chồng là cùng lo, cùng quyết. Ví dụ như là muốn bán một con lợn con thì chồng cũng phải hỏi mà ý kiến của tôi, nếu như tôi mà bán thì chồng mới bán. Anh Vàng Xeo Chứ, chồng chị Trư cho biết, đã từng có thời gian vợ chồng anh không tìm được tiếng nói chung, chiến tranh lạnh khiến không khí gia đình căng thẳng. Từ ngày được tổ truyền thông cộng đồng tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới, anh dần hiểu được vấn đề và biết cách làm thế nào để gia đình mình luôn hạnh phúc. Là người đàn ông mình cứ nâng cao cái thể diện của đàn ông cao quá nên là cũng bấp bênh, nên là cũng không hòa thuận lắm trong gia đình. Sau một quá trình thời gian hai vợ chồng sinh sống với nhau, tự tìm hiểu thì hiểu về cái bình đẳng giới ấy, thì nên luôn chia sẻ những cái công việc to về việc nhỏ thì gia đình sẽ có nhiều cái hạnh phúc hơn và cái cuộc sống của gia đình sẽ đi lên hơn. Không chỉ anh Chứ mà nhiều người đàn ông khác ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng đã có sự thay đổi, biết san sẻ công việc lâu nay tưởng chừng như chỉ gắn liền với phụ nữ. Nhiều thói quen cổ hủ dần được xóa bỏ, mang lại sự bình yên cho gia đình và bản làng. Ông Thèn Văn Kiệu, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà cho biết, có cái tiến triển này thì ai cũng chấp hàng này, không tảo hôn, không đánh cái chửi nhau thì anh em nào nhà nào cũng là gia đình nào cũng làm ăn cũng là tương đối được, con cháu cũng là đi học hành đều. Phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới. Kính thưa bà con, hiện việc triển khai tổ truyền thông cộng đồng còn gặp những khó khăn ra sao? Cần làm thế nào để mô hình này phát huy hiệu quả nhất từ kinh nghiệm thực tế của địa phương? Mời bà con cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam cùng chị Tráng Thị Ký, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ngay sau đây. Trước tiên, chị có thể chia sẻ hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn xã mình đã được triển khai như thế nào ạ?
thành lập cái tổ truyền thông này thì cũng năm đầu tiên thực hiện cái dự án này, thì thứ nhất là mình xây dựng kế hoạch, sau đó thì là sẽ xuống các thôn. Cái dự án này thì dành cho những cái thôn đặc biệt khó khăn, thì hiện tại là trên địa bàn xã thì có 5 thôn đặc biệt khó khăn. Trong đấy thì thành lập tổ chức 4 mô hình, 4 tổ truyền thông tại 4 thôn đặc biệt khó khăn. Thực hiện 4 thôn thì thôn Tả Lũng Tháng là thôn giáp biên, 3 thôn còn lại là thôn Lì Xì 14, thôn Pa Pa Trải, thôn Đồ Suối Tùng, là 4 thôn khó khăn ở trên địa bàn xã. Thôn Pa Pa Trải là khó nhất. Là thôn Pa Pa Trải thì về cái nhận thức của chị em ở trong thôn đấy ấy, thì không được như cái thôn khác ấy. Chủ yếu là 100% là dân tộc Mông. Là từ chị em thì chủ yếu là đi trồng ngô, trồng lúa, và khi nhàn rỗi thì là đi làm thuê. Vì các cái hộ nghèo cũng nhiều hơn. Tổng thôn là hơn 100, nhưng mà hộ nghèo thì là cũng tầm khoảng 70% là hộ nghèo. Đó, sau khi triển khai được thành lập cái mô hình này thì cũng đã giúp được phụ nữ cũng rất là nhiều liên quan đến công tác về bình đẳng giới. Phụ nữ cũng thông qua cái tổ này hoạt động hàng tháng hoặc là quý, nâng cao được cái nhận thức của bà con hiểu về cái công tác về bình đẳng giới cũng. Dạ vâng, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về những hiệu quả, lợi ích mà tổ truyền thông cộng đồng đã mang lại tại địa phương mình. Như trước đó thì chưa thành lập cái tổ truyền thông ấy, các đoàn thể cũng xuống để họ tuyên truyền, nhưng mà về hoạt động cũng chưa được hiệu quả lắm. Tuy nhiên thì sau khi thành lập tổ truyền thông thì mình cũng thông qua về cái tổ đấy, chủ yếu là bà con trong thôn mà, đi làm hoặc là đi đâu cùng nhau ấy thì cũng cùng nhau để chia sẻ về các cái nội dung, như ví dụ như là trẻ em này nằm trong độ tuổi đi học mà chưa giới khai sinh, cũng thông qua tổ đấy các thành viên đấy chia sẻ cho bà con, và bà con cũng chủ động là đi làm giấy khai sinh cho các cháu này. Thứ hai nữa là trẻ em dưới 36 tháng tuổi được hưởng cái chế độ của hộ nghèo hộ cận ấy, được hưởng cái chế độ trẻ em dưới 36 tháng tuổi ấy. Thì trước đó thì một số bà con chị em này cũng không mặn mà, thì cũng không muốn làm, nên là cũng thông qua cái này thì là hầu như là hiện tại thì các thôn trên địa bàn thì cũng triển khai, thì hầu như là các cháu cũng đã được hưởng về cái chế độ này. Cũng tổng số phụ nữ thì là 772, còn tổng số tham gia sinh hoạt thì là 509, chủ yếu là dân tộc Mông chiếm khoảng 85%, dân tộc Nùng thì chiếm khoảng 2%, còn lại là các cái dân tộc khác. Chứ chưa thành lập cái tổ truyền thông này thì mình đi triển khai các cái hoạt động ấy thì các chị em thì lúc đầu thì đến rất là đông, nhưng mà sau một chỉ còn khoảng 30 phút thì các chị cứ đi dần, kiểu bận việc mà cứ về dần, kiểu họ thấy là cái nội dung nó cũng không có cái gì gọi là đặc biệt ấy, nên là cũng ngót dần, nên là cũng dẫn đến cái hội nghị của mình là nhiều khi là cũng không được như mong muốn. Nên là sau khi thành lập tổ này xong ấy thì qua đó thì các chị cũng tuyên truyền vận động cho chị em ở trong thôn ấy, thì là qua đó thì là cái sự thu hút của chị em trong các cái buổi họp cũng tham gia để tương đối là đầy đủ từ đầu đến cuối. Qua cái buổi họp ấy thì mình cũng nắm được cái tình hình của chị em ở thôn bản, cũng rất là nhiều một số cái tình hình của chị em, tâm tư, gọi là tâm tư nguyện vọng của chị em ấy. Qua cái tổ đấy thì chị em người ta cũng nhận thức rằng là như trước kia thì là cứ phải sinh đẻ nhiều con chẳng hạn, ít nhất là phải có 2 trai 2 gái hoặc như thế nào đấy, nhưng mà qua thời gian gần đây thì mấy năm trở lại đây thì là qua cái buổi họp này và đi thì mình thăm nắm tình hình và nghe các chị em nói chuyện trao đổi với nhau ấy, thôi thì bây giờ để cứ đẻ 2 con cho đỡ vất vả. Đấy cũng là một cái nhận thức và cũng là một cái hiệu quả. Vậy thì quá trình triển khai hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng tại xã Pha Long gặp phải những khó khăn như thế nào ạ? Về tổ chức hoạt động của các cái tổ ấy thì bước đầu thì cũng để vận động các chị em vào trong cái tổ đấy cũng là một cái vấn đề cũng rất là khó khăn. Bởi vì bây giờ hầu như là về cũng các chị em ấy thì cũng về kinh tế gia đình, hoàn cảnh, nên là một số chị em thì toàn đi làm thuê, không ở nhà, nên là cũng trong quá trình triển khai thì cũng rất là phải đi xuống họ mấy lần ấy để vận động các chị em thì mới đưa vào trong cái tổ đấy để giúp việc cho mình ấy, thì cũng gặp cũng rất là nhiều khó khăn, nên là mãi về sau mới thành công đấy. Bước đầu thì là mình sẽ họp và triển khai là hiện tại thì là phụ nữ được giao những nội dung như thế này và sẽ tổ chức cái tổ truyền thông tại thôn mình sẽ hướng, mình sẽ về các cái chế độ chính sách rồi là các cái lợi thế liên quan đến phụ nữ ấy, thì mình cũng tuyên truyền mãi về sau các chị cũng có ý kiến rằng là chúng tôi rất là bận, chúng tôi không có thời gian đi họp hàng tháng hoặc là quý. Thứ hai nữa là chúng tôi thì không hay ở nhà, thường xuyên là phải đi làm thuê vì hoàn cảnh gia đình, nên là cũng không có thời gian tham gia. Nhưng mãi về sau thì mình cũng cũng phối hợp với các cái thành phần ở trong thôn ấy cũng tuyên truyền vận động, thì một số chị em người ta cũng hiểu ra về cái lợi thế mình. Sau khi mình tham gia cái này thì mình sẽ được tham gia học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm, và thứ hai nữa là mình cũng được học tập cũng nhiều, khá là nhiều một số cái nội dung của thông qua về cái tổ truyền thông này.
cũng không nhất thiết là mình chỉ vì tổ thành lập tổ truyền thông, không nhất thiết là mình chỉ là về bình đẳng giới, thì mình sẽ triển khai vào một số cái hoạt động rất là nhiều, lồng ghép rất là nhiều trong cái tổ này, thì để cho chị em ta cũng nắm được là cái công tác hoạt động của hội nó có cái tầm quan trọng. Thành lập cái tổ này thì cũng thu hút được cái chị em cũng tham gia khá là nhiều về cái công tác của hội đấy. Kỹ năng mỗi ngày, cùng nghe, cùng chia sẻ. Sau 2 năm thành lập, 13 tổ truyền thông cộng đồng thuộc dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà luôn hoạt động hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xóa bỏ định kiến giới. Ông Hồ Văn Vương, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng thôn Nậm Ké, xã Cốc Ly cho biết. Phân công cho đảng viên phụ trách từng hộ, từng gia đình, thì là từng cụm để trong tháng sau sinh hoạt thì đấy lấy cái đấy để đánh giá vào cái tháng trước để xem mà những cái nào yếu kém thì chúng tôi cũng chỉ ra, nhưng mà cái nào đạt được kết quả thì là đấy lấy đấy cái đấy là làm gương, chứ trong vòng 2-3 năm nay là không có trường hợp nào tảo hôn ở trong thôn. Các tổ truyền thông cộng đồng là một trong những công cụ để triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án 8 hướng đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Bà Bùi Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà cho biết. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất mà chúng tôi đang thực hiện và triển khai thì đó chính là thành lập các cái tổ truyền thông cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân ở cộng đồng làm sao để thay đổi cái nếp nghĩ, cách làm để góp phần xóa bỏ các cái định kiến về giới trong gia đình cũng như là trong cộng đồng. Thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo thành lập các cái tổ truyền thông cộng đồng ở tất cả các cái xã đặc biệt khó khăn, ở các cái thôn đặc biệt khó khăn. Bà con thân mến, qua phóng sự ngắn vừa rồi có thể thấy những năm gần đây tổ truyền thông cộng đồng là hoạt động đang được các địa phương quan tâm và đẩy mạnh. Trở lại cuộc trò chuyện với chị Tráng Thị Ký, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chị có thể chia sẻ ban đầu khi nhận nhiệm vụ thành lập tổ truyền thông cộng đồng thì điều khiến chị lo lắng nhất là gì ạ? Cảm thấy chưa hiểu được vấn đề. Nói thật là để nghiên cứu các cái văn bản để liên quan đến thực hiện cái dự án này ấy, thì là về các góc độ ở cơ sở như em ấy thì là mình cũng không có thời gian nhiều để nghiên cứu, nên là bước đầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và không biết là cái mục này theo quy định là phải chi như thế nào, nên là cũng phối hợp với phụ nữ huyện thì phụ nữ huyện cũng đã hướng dẫn cho thực hiện cái dự án 8 thì vừa rồi cũng đã thành công. Một tổ truyền thông thì có 10 thành viên, có cả nam giới đấy. Người ta bảo không có thời gian thôi, cứ lấy cái lý do là không có thời gian tham gia. Nhưng mà sau đó thì cũng tuyên truyền vận động, cũng giải thích thì một số chị em rất là đồng tình ủng hộ tham gia cái tổ đấy. Vậy thì sau thời gian triển khai hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, điều chị còn trăn trở nhất là gì ạ? Trang trải nhất hiện tại nếu mà để mà duy trì được tốt các cái truyền thông, các tổ truyền thông ấy, thì thứ nhất là kinh phí. Mình phải có kinh phí đã thì mình mới hoạt động tốt được tổ theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Còn bây giờ thì như ở trên địa bàn xã Pha Long nói riêng, còn các địa bàn huyện Mường Khương nói chung, thì hầu như là cái thành lập tổ ấy thì là có giao kinh phí là thành lập rồi. Để mà duy trì thì là chưa có kinh phí để duy trì. Và cái quỹ của hội thì là đối với đại trên vùng cao thì rất là khó khăn trong cái việc gửi tiết kiệm hoặc là làm thu quỹ ấy. Nên cũng rất là khó khăn, nên là cũng chưa có cái quỹ để hoạt động và chưa có kinh phí để hoạt động trong tổ ấy, thì là khó khăn về vấn đề đấy, cũng dẫn đến những cái hiệu quả nó cũng chưa được mong muốn, chưa được cao lắm. Dạ vâng, vậy thì theo chị, từ kinh nghiệm thực tế của mình thì chị có thể chia sẻ để duy trì hoạt động tốt tổ truyền thông cộng đồng thì cán bộ cơ sở cần có những kỹ năng gì ạ? Cán bộ ở cơ sở ấy, để thực hiện tốt các cái truyền thông để thu hút chị em ấy, thì thứ nhất là phải có kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng truyền đạt này, có thể qua bằng các cái chia sẻ trực tiếp hoặc là qua nhóm Zalo. Bởi vì hiện tại ở thôn bản ấy thì là cũng thành lập một cái nhóm Zalo của chị em ấy, có những cái mình thấy nó hay thì mình có thể chia sẻ lên trên đấy. Thì tổ truyền thông của em ở cơ sở ấy cũng thực hiện rất là nhiều nội dung, mình cũng không nhất thiết phải chọn một nội dung, cứ mới một lần sinh hoạt thì mình cũng chọn một cái nội dung phù hợp. Phụ nữ xã sẽ xây dựng các cái tài liệu cho các cái buổi họp để đưa cho tổ trưởng hoặc tổ phó, gọi là cái ban lãnh đạo của tổ đấy ạ. Qua đó thì là sẽ tổ chức cung cấp tài liệu cho các tổ, thì tổ sẽ tổ chức họp và triển khai cho các thành viên trong tổ. Và sau đó thì mình cũng có thể là họp thôn, và cái tổ đấy cũng nhân tiện các cái buổi họp thôn của dân ấy, không nguyên là chỉ tổ đấy thôi,
thì cũng triển khai cái nội dung đấy cho tất cả bà con và chị em hội viên cùng nghe và hiểu và nắm được. Thứ nhất là như ở trên địa bàn thì rất là nhiều nội dung để triển khai về cái bình đẳng giới này, về định kiến giới này và các cái vấn đề liên quan đến phụ nữ này, trẻ em gái này. Để mà thuyết phục các chị em ấy thì trước tiên đối với góc độ cơ sở như vậy thì được là mình sẽ vào gặp gia đình, xong là trao đổi nói chuyện, chia sẻ về hoàn cảnh, rồi là làm ăn của gia đình, rồi là sau đó thì mình mới vào cái nội dung thì về cái giải thích về nếu như mình mà tham gia tổ này thì mình sẽ được học hỏi về các cái nhiều kiến thức, rồi là các cái đều hiểu thêm về các cái độ chế độ chính sách liên quan đến trẻ em hoặc là đến phụ nữ thì mình có thể hiểu hơn. Nói chung là thời gian thì cũng chẳng ai có thời gian đâu, nhưng mà mình phải bất chút thời gian, cái này nội dung này thì không cần rất là nhiều thời gian đâu, mỗi một buổi họp chỉ mất tổng khoảng hơn tiếng 2 tiếng thôi. Qua đó thì cũng giải thích cho chị em thì chị em cũng cơ bản là đồng tình và tham gia trong cái tổ này, tham gia ở tổ tại địa phương luôn ấy, thì là cơ bản là các anh chồng thì cũng rất là đồng tình đó. Quan trọng là các chị, bởi vì các chị em thì gia đình thì chủ yếu là phụ nữ ấy, tất cả mọi việc từ A đến Z đều là phụ nữ phải làm, từ con cái rồi phụ nữ phải làm, nên là các chị cũng không có thời gian ấy, là các chị cứ lấy cái lý do là không có thời gian tham gia. Một số cái ông chồng ấy người ta cũng nói rằng là thôi bà cứ tham gia đi chứ việc nhà bà có phải đi lúc nào cũng đi đâu, còn lúc nào đi thì bà cứ báo xong là tôi chia sẻ công việc nhà tôi làm. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Tráng Thị Ký đã dành thời gian tham gia chương trình podcast kỹ năng mỗi ngày của báo Phụ Nữ Việt Nam hôm nay. Chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe và bền bỉ với hành trình vì chị em phụ nữ vùng cao. Phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới. Bà con thân mến, tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai đã thành lập được 424 tổ truyền thông cộng đồng tại 9 huyện, thị xã, thành phố với hơn 3.700 thành viên tham gia. Hoạt động hiệu quả đã góp phần tích cực làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân, từng bước xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, để tổ truyền thông cộng đồng phát huy được tối đa vai trò của mình, đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở cần chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong triển khai. Sau đây là một số kỹ năng mà chị em có thể tham khảo. Sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp, sân khấu hóa, tổ chức các hội thi để thu hút sự quan tâm, tham gia của chị em và bà con. Xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số, ứng dụng Zalo, Facebook và các ứng dụng khác để chia sẻ thông tin, kết nối hoạt động của các tổ. Tổ truyền thông cộng đồng với các thành viên cả nam và nữ lựa chọn những người có năng lực, có uy tín và có tiếng nói trong cộng đồng là những nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các định kiến giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Để duy trì hoạt động của tổ truyền thông thì cần tập huấn kỹ năng truyền thông cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên, đồng thời khảo sát tình hình về định kiến giới ở địa phương để có những kế hoạch hoạt động sát với tình hình, nhu cầu thực tế tại địa phương. Thường xuyên đến từng nhà dân để rà soát và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, sau đó sẽ lồng ghép nội dung tuyên truyền gắn với việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn của người dân trong các cuộc họp thôn. Đẩy mạnh việc giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ trong cùng một địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đa dạng hóa và lồng ghép các nội dung nhằm tăng tính hiệu quả của mô hình. Cần tìm kiếm nguồn lực để duy trì hoạt động thường xuyên của tổ truyền thông cộng đồng tại địa phương. Cảm ơn bà con và các bạn đã nghe chủ đề Phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới thuộc chương trình podcast kỹ năng mỗi ngày của báo Phụ Nữ Việt Nam. Podcast được đăng tải trên trang báo điện tử tại địa chỉ phunuvietnam.vn, fanpage và kênh YouTube của báo Phụ Nữ Việt Nam. Chương trình thuộc dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi do báo Phụ Nữ Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại! Ngàn màu xanh mùa xuân.
mỗi xuân hẹn hò, rộn ràng mùa vui về quê em.